Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, giới quan sát quân sự mới đây đưa ra cảnh báo Mỹ và Nga đang đứng trên bờ vực của một cuộc xung đột quốc tế lớn. Ông Peter Kuznick, giáo sư lịch sử và là người đứng đầu Viện Nghiên cứu Hạt nhân tại Đại học Mỹ ở Washington cho biết trong một cuộc phỏng vấn với một nhà báo của The American Conservative rằng hành động của NATO chống lại Nga có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc. Giáo sư nói, chúng ta có thể đang đứng trước một cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba mới, vốn bị kích động không chỉ bởi việc Nga bắt đầu một chiến dịch đặc biệt, mà còn bởi các hành động gần đây của NATO nhằm leo thang xung đột Ukraine đến mức đối đầu trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Thế chiến thứ ba không chỉ trở thành một trong những kết quả ác mộng có thể xảy ra trong tương lai, mà còn là sự kết thúc của toàn bộ nền văn minh nhân loại. Tài liệu cũng nhấn mạnh rằng leo thang căng thẳng có thể được dừng lại nếu cả hai bên tôn trọng các thỏa thuận hiện có và duy trì quan điểm ôn hòa. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Đồng thời, Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại, nhưng trên cơ sở bình đẳng và phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự đe dọa đến an ninh quốc gia Nga. Trước đó hôm 28 tháng 6, Nga tuyên bố sự gia tăng của máy bay không người lái Mỹ trên Biển Đen có thể dẫn đến việc đối đầu trực tiếp với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã yêu cầu quân đội trình bày kế hoạch về biện pháp phản ứng với những hành động khiêu khích liên quan đến sự tham gia ngày càng tăng của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine. Theo tờ Russia Today, số lượng máy bay không người lái chiến lược của Mỹ trên Biển Đen ngày càng tăng, với nhiệm vụ tiến hành trinh sát và cung cấp dữ liệu mục tiêu cho vũ khí mà các quốc gia phương Tây viện trợ cho Ukraine để tiến hành những cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga. Điều này làm gia tăng khả năng xảy ra sự cố không phận với máy bay quân sự Nga, cũng như gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các quốc gia thành viên NATO sẽ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào như vậy. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, các quốc gia thành viên NATO là Latvia, Litva, Estonia và Ba Lan đang thúc giục EU xây dựng cơ sở hạ tầng phòng thủ dọc theo đường biên giới dài 700 dặm với Nga và Belarus. Các nhà lãnh đạo của bốn quốc gia đều có chung đường biên giới trên bộ với Nga hoặc Belarus đã kêu gọi các biện pháp đặc biệt để bảo vệ họ và các nước đồng minh. Theo hãng tin Reuters, họ cho biết trong một bức thư chung gửi tới Chủ tịch EU rằng, việc xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng quốc phòng dọc theo biên giới bên ngoài của EU với Nga và Belarus sẽ giúp giải quyết nhu cầu cấp thiết và cấp bách nhằm bảo vệ EU khỏi các mối đe dọa quân sự và hỗn hợp. Họ cho biết kế hoạch này nên được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày tại Bruxelles, bắt đầu từ ngày 27 tháng 6. Trong thời gian đó, các nhà lãnh đạo EU thảo luận về các vấn đề tài trợ quốc phòng cùng với nhiều vấn đề khác. Theo Reuters, bức thư cho biết, xét đến quy mô và chi phí của nỗ lực này mà một số ngoại giao EU ước tính sẽ lên tới khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ, cần phải có hành động toàn khối để hỗ trợ về mặt chính trị và tài chính. Bức thư không nêu rõ chính xác phương tiện quân sự hay dân sự nào sẽ được triển khai. Các nước NATO tuyến đầu đang phải đối mặt với các mối đe dọa chiến tranh hỗn hợp ngày càng gia tăng từ Nga. Các phương pháp phi truyền thống mà Nga dường như đang sử dụng làm mờ ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình và rơi vào cái gọi là vùng xám. Ví dụ gần đây bao gồm việc lực lượng bảo vệ bờ biển Nga gỡ bỏ các phao phân định vùng biển lãnh thổ giữa Nga và Estonia trên sông Nava vào tháng 5, một ngày sau khi một đề xuất bị rò rỉ của Nga nêu rõ kế hoạch vẽ lại vùng biển lãnh thổ của Nga với Estonia, Litva và Phần Lan. Khu vực Baltic cũng đang chứng kiến tình trạng nhiễm sóng ngày càng tăng ở hệ thống định vị vệ tinh của các máy bay thương mại, có vẻ như nguyên nhân xuất phát từ Nga. Trong khi đó, các quan chức EU cáo buộc Nga và Belarus đẩy người di cư về phía biên giới Litva với nước láng giềng Ba Lan. Các hoạt động gây ảnh hưởng cũng nhắm vào cả ba quốc gia vùng Baltic, trong đó Estonia trải qua sự gia tăng các vụ phá hoại, làm hư hỏng đường ống dẫn khí đốt dưới biển và các viễn thông giữa nước này và Phần Lan hồi tháng 10 năm ngoái. Để đối phó với những mối đe dọa này và mối đe dọa về một cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga, NATO và các nước châu Âu gần Ukraine và Nga đã bắt đầu soạn thảo các kế hoạch phòng thủ của riêng họ để bảo vệ khu vực biên giới của họ. Thưa quý vị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây cho biết,
Liên minh NATO hiện không và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ thảo luận về việc tăng cường vai trò điều phối hỗ trợ cho Ukraine và huấn luyện cho các lực lượng vũ trang Ukraine. Hãng thông tấn TASS dẫn lời Thủ tướng Olaf Scholz nói hôm 26 tháng 6 khi đề cập tới nội dung trong hội nghị thượng đỉnh EU và NATO được tổ chức lần lượt vào các ngày 27, 28 tháng 6 và mùng 9 đến 11 tháng 7. Ông Olaf Scholz nói thêm, điều đó là hiển nhiên và tôi thấy điều quan trọng là phải tuyên bố rằng với những gì mà chúng tôi đang làm, NATO sẽ không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tôi sẽ không vượt qua ranh giới này. Thủ tướng Đức khẳng định NATO đã nhất trí về vấn đề này. Ông Scholz cho hay, an ninh xuyên Đại Tây Dương có tầm quan trọng hàng đầu, kể cả khi chúng tôi nghĩ về triển vọng an ninh của Ukraine. Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới sẽ được tổ chức tại Washington, Mỹ từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7. Giới chức Mỹ đã nhiều lần tuyên bố, Kyiv sẽ không nhận được lời mời gia nhập NATO tại hội nghị lần này. Trước đó, vào ngày 11 tháng 7 năm 2023, Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Litva đã thông qua tuyên bố chung khẳng định tương lai của Ukraine nằm trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, song khẳng định Kyiv chỉ có thể gia nhập NATO khi tất cả các nước thành viên đồng ý và Ukraine đáp ứng được các điều kiện. Còn hiện tại vẫn chưa có thời gian cụ thể để Ukraine gia nhập NATO. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022, song NATO đã nhiều lần tuyên bố Ukraine chưa thể trở thành thành viên nếu nước này vẫn đang trong tình trạng xung đột quân sự với Nga. Trong gần hai thập kỷ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo các chính sách của NATO là nhằm làm suy yếu an ninh quốc gia Nga. Gần đây, ông nhấn mạnh hòa bình lâu dài ở Ukraine chỉ có thể đạt được nếu Kyiv cam kết giữ vị thế trung lập và từ bỏ kế hoạch tham gia vào NATO. Thưa quý vị, khoảng 9.000 binh sĩ từ 20 quốc gia NATO đã tham gia vào các cuộc tập trận trong tháng này ở khu vực biển Baltic, khu vực đã trở nên nhạy cảm về mặt chiến lược sau cuộc chiến ở Ukraine. Thụy Điển đã tham gia cuộc tập trận Bartops lần đầu tiên vào tháng 6 với tư cách là thành viên chính thức của NATO sau khi gia nhập Liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương vào hồi đầu năm nay. Các tuần huấn luyện bao gồm quét mìn trên biển, phát hiện tàu ngầm, đổ bộ và ứng phó y tế trong các tình huống thương vong hàng loạt. Các quan chức NATO cho biết, mục tiêu của họ là tăng cường khả năng tương tác của các lực lượng và nêu bật cam kết của các nước đồng minh đối với an ninh chung. Các cuộc tập trận của Hải quân, Không quân và Lục quân đang được tổ chức trên biển Baltic, cũng như ở Thụy Điển và đảo chiến lược Gotland, cũng như ở Litva, Ba Lan và Đức. Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến hết ngày 20 tháng 6 và bao gồm khoảng 50 tàu hải quân, 45 máy bay và trực thăng. Cuộc tập trận được tổ chức bởi lực lượng tấn công và hỗ trợ hải quân của NATO và hạm đội 6 của Hải quân Mỹ. Các đường ống dẫn khí lớn chạy qua đáy biển Baltic từ Nga và Na Uy đến Đức, Ba Lan và các quốc gia châu Âu khác khiến nơi đây trở thành khu vực rất nhạy cảm. Kể từ khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nổ ra vào năm 2022 và gia tăng hoạt động thù địch ở khu vực biển Baltic. Thiếu tướng Thủy quân lục chiến Mỹ, tướng Andrew Tebrady, Tham mưu trưởng lực lượng hỗ trợ và tấn công hải quân của NATO cho biết, những thách thức năng động của vùng biển Baltic đòi hỏi khả năng đổ bộ tinh tế, chính xác và hiệu quả. Đó chính xác là những gì mà chúng tôi đã tiến hành ở Thụy Điển trong ngày hôm nay. Địa điểm tập trận là có chú ý. Sự hiện diện của NATO trên đảo Gotland là rất quan trọng để bảo vệ an ninh và ổn định của vùng biển Baltic.